Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy cán bộ, đảng viên muốn được dân tin, dân quý, dân thương thì phải tự mình phải yêu thương dân, kính dân, trọng dân và phải tận tụy phục vụ nhân dân. Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Học Bác, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Hợp Trần Thanh Huy, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực đưa một thôn nghèo trở thành thôn kiểu mẫu, được nhân dân và cán bộ đảng viên quý mến. Cùng chính là quản trị thì bà con chủ giá thế này, trong cái công tác cái việc chăm bón đầu tư rồi, nhưng mà đặc biệt cái điều quan trọng nhất là cái việc thực hiện là cái phòng trừ sâu bệnh. Trái ngược với vóc dáng khắc khổ nhỏ nhắn bên ngoài, khi tiếp xúc với trưởng thôn Trần Thanh Huy, ai ai cũng cảm nhận được ở ông sự nhiệt tình, tận tụy, sẵn sàng đem hết tâm sức phục vụ nhân dân. Từ những buổi cầm tay chỉ việc như thế này, nhiều năm nay, ông Huy đã mang đến cho người nông dân quê mình những kiến thức quý báu, giúp họ xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, ông đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng, thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo nên cánh đồng mẫu lớn. Trước đây là ruộng là manh mún, mỗi đợi chữ đông là mỗi sao. Lãnh đạo thôn tập huấn hướng dẫn những bà con, nhưng nay là cải tạo lại là đưa về một thửa, cho nên là cái công tác nước và phân bón là có dễ chăm sóc và bảo quản hơn, cho nên là vụ mùa vừa rồi là thắng lợi. Dáng của trưởng thôn là rất là gầy gò nhưng mà rất là nhiệt tình và hăng hái với bà con nhân dân và rất làm công việc rất là tốt. Thường xuyên là hướng dẫn cho các hộ gia đình trong thôn là đưa những cái giống lúa chăm sóc sâu bệnh rất là đầy đủ và nhiệt tình. Với sự tận tụy, hết lòng vì dân của mình, trưởng thôn Hòa Hợp không những nhận được sự tin tưởng, yêu quý của từng người dân trong thôn, mà qua đó ông còn là cầu nối đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân, tạo ra sự thay đổi lớn trên vùng quê nghèo này. Học tập làm theo cái tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh ấy, thì là đối với bản thân vì cái trách nhiệm của người đảng viên, vẫn đồng thời cũng là cái trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó để lãnh đạo và tổ chức thực hiện ngày đêm cần suy nghĩ, đồng thời thực hiện là mình phải làm gì, cần phải làm như thế nào, thì tập trung đi sâu sát và đồng thời hướng dẫn cho các cái hộ gia đình và những bằng thời các cái biện pháp, cái giải pháp, cái cách làm để cho tất nhiên là bà con nhân dân là tiếp thu mọi cái kỹ thuật trong cái quá trình cái thực hiện cái mô hình về cái việc xóa đói giảm nghèo, tăng cái đời sống của nhân dân. Từ năm 2019 trở về trước thì thu nhập bình quân đầu người của Hòa Hợp thì khoảng đạt khoảng là 32 triệu đồng trên người trên năm. Cuối năm 21 thu nhập bình quân đầu người của thôn Hòa Hợp cũng đã nâng lên là 40 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn so với bình quân chung của xã. Và thôn Hòa Hợp là một trong những cái thôn mà được công nhận cái đạt cái chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Với cái điều kiện hết sức khó khăn nhưng mà cán bộ và nhân dân thôn Hòa Hợp đã làm được kết quả như hiện nay thì đảng bộ đánh giá rất là cao cái vai trò của là chi bộ với vai trò tình thương tiên phong gương mẫu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Học theo Bác và noi gương Bác để tận tụy vì dân, nhiều năm nay trưởng thôn Trần Thanh Huy đã đưa Hòa Hợp từ một thôn khó khăn trở thành lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.